Vâng, xin chào bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng máy tầm nước FLV33 của hãng Bio ha. Thì trên kênh Nam Việt, Vâng Sơn cũng có rất là những thiết bị khác rồi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái mẫu mới này. Thì đây là mẫu FV, giá là 1.450.000 của hãng ha. Giá niêm yết của hãng và được bảo hành 1 năm. Thì các dòng tầm nước thường thì nó sẽ có chức năng giống nhau, là một cái là chỉnh cường độ và một cái nút để tắt mở và xài và pin sạc. Nhưng mà mỗi máy thì có thể cái chất lượng nó khác một chút, phiếu bảo hành. Thì cái hãng Bio này thì chúng ta cũng biết, ngoài thiết bị y tế giống như là máy đo đường huyết nè, rồi máy trợ thính, thì chúng ta sẽ có những dòng về mẹ và bé như máy hút sữa. Còn đây là cái dòng tâm nước. Cái dòng tâm nước này nó rất là hay. Thì ngày xưa chúng ta hay xài cái tâm sữa răng, thì bác sĩ khuyên chúng ta không nên xài. Tại vì khi mà chúng ta xỉa nhiều á thì sẽ dễ bị hư nú, với vậy lại nó sẽ làm tổn thương nú nè, rồi bị nhiễm trùng. Còn sau này thì chúng ta lại có xài là chỉ nha khoa. Thì chỉ nha khoa nếu mà như mình xài không, chỉ mình cuốn và hai đầu ngón tay sau đó mình xỉa răng á, thì nó khá là bất tiện. Và tiếp sau đó là cái dòng chỉ nha khoa mà có sẵn cái đầu nhựa giống như cây cung vậy nè, thì cố định như vậy chúng ta sẽ xỉa rất là tiện. Nhưng mà một số trường hợp, ví dụ giống như cái răng chúng ta tròn á, chúng ta xỉa thì rất là dễ. Nhưng mà khi mà răng chúng ta mà bị trám rồi đó, thì khi bên trên thì rất là tròn nhưng bên dưới nó sẽ sần sùi, thì chúng ta đưa chỉ nha khoa vào chúng ta lấy ra sẽ rất là khó khăn, nó bị vướng ha. Thì cái dòng tâm nước này á thì mình sẽ xịt vào những cái nú răng, hoặc là đối với những người mà răng bị tổn thương rồi nè, nú răng bị tổn thương, răng bị trám, hoặc là những người mà niềng răng á, ha, mình không có đánh bằng chải được vô những cái chỗ sâu. Và đặc biệt là trẻ em rất là thích xài những cái dòng như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ cái máy nè. Thì giống như những cái dòng máy bình thường là chúng ta sẽ có một cái bình nước bên dưới ha, và phía sau lưng là chúng ta bật ra để cho nước vào cả nhà ha. Rồi đây là cái sạc ha, cắm sạc thì chúng ta sẽ rút cái đầu nhựa ra, và cái này do kính nước nên là chúng ta thấy cái hãng nó làm rất là chu đáo, có những cái nút nhựa kính cứng cố định này nè. Rồi nút M là để mình chỉnh cái cường độ nè, mạnh yếu trung bình ha. Đó, 1 2 3 nè, 1 2 3 đó. Và cái này là nút này để chạy máy và tắt máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái đầu vào. Chúng ta sẽ có 4 phụ kiện, 1 2 3 4 nè. Chúng ta sẽ có 4 phụ kiện đầu cung. Đó, cái đầu này là thông dụng, nhiều người xài ha. Hai đầu, một đầu cung to, một đầu nhỏ. Một đầu này rất là mịn, và một cái là vệ sinh lưỡi nè. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ xài cục sạc. Cái này giống như sạc điện thoại vậy đó, nhưng mà cái chuôi cắm khác nha. Chúng ta có thể sử dụng sạc điện thoại sạc được, nhưng mà cái chuôi cắm này á, do cái này thiết kế chống nước á, nên là mình phải xài đúng cái đầu chuôi này. Còn cái đầu bên kia là chúng ta có thể cắm vào cái cục sạc điện thoại vẫn được ha. Nó có một cái gờ nha, một cái bên láng và một cái bên thủng, chúng ta để đúng thì chúng ta sẽ cắm vào được. Đó. Còn khi để ngược thì chúng ta sẽ không cắm vào được đâu. Rồi, khi cắm vào thì cả nhà thấy nè, mình ấn xuống, đè sâu xuống, mạnh xuống là xong. Còn khi lấy ra thì chúng ta sẽ ấn cái nút này xéo vào bên trong. Đó, chúng ta sẽ gỡ ra được cái đầu ha, cố định này nè. Tiên trước khi phun á, mình sẽ chọn vào nút M để mình xem cường độ này, mạnh nhất nè, này là yếu nhất ha, ở trung nè là mạnh nhất nè, và 3 đèn đó. Rồi sau đó mình sẽ bấm vào cái nút nguồn để mình xài, và khi mình phun á, mình cái tay lúc nào để trên nút nguồn nè, để mình muốn tắt á, mình bấm giữ nút nguồn nó sẽ tắt. Rồi còn ở chỗ này gỡ ra để sạc ha, xài trên lưỡi nè,
còn cái đầu này cung nhuyễn hơn, nó giống như cây chổi quét vậy đó, mình vừa phun mà có thể vừa vệ sinh nhẹ nhàng răng mình luôn, rất là hay ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha, có gì thì gọi điện trực tiếp qua Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Tạm biệt và hẹn gặp lại.